10 bài học kinh doanh hay được đúc kết từ trong cuộc sống. Các bài học kinh doanh hay đôi khi không chỉ xuất hiện từ người nổi tiếng hay các doanh nhân thành đạt, mà còn có thể đúc kết qua các mẩu chuyện nho nhỏ nhưng đầy thú vị trong cuộc sống. Có rất nhiều bài học kinh doanh giá trị mà bạn có thể nắm bắt để khơi gợi các ý tưởng hay chiến lược kinh doanh phù hợp. Dưới đây, Trầm Hương Thiên Đức xin chia sẻ 10 bài học kinh doanh hay được sưu tầm mà bạn có thể ứng dụng vào công việc để điều hành và phát triển kinh doanh của mình. Hãy cùng chúng tôi khám phá 10 câu chuyện được gom nhặt này nhé. Bài học kinh doanh hay. Số 1. Hai con bổ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại, con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bổ câu trống ngẩn tò te. Bài học kinh doanh rút ra, nóng nảy giải quyết vấn đề một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn. Bài học kinh doanh hay. Số 2. Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ, có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà. Bài học kinh doanh rút ra, trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác. Bài học kinh doanh hay. Số 3. Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú. Quạ chết tươi. Bài học kinh doanh rút ra, đừng cố gắng chiếm lĩnh thị trường khi mà bạn biết là không giữ được nó. Bài học kinh doanh hay. Số 4. Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy, ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba hung thần nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa. Bài học kinh doanh rút ra, hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp hoặc sắp nhận được một lợi ích nào đó, nó có thể là cái bẫy. Bài học kinh doanh hay. Số 5. Chàng yêu nàng từ thuở nàng 15-16 tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài 3 năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài 6-7 năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau. Bài học kinh doanh rút ra, bạn làm gì chả quan trọng là bạn làm được trong bao lâu. Bài học kinh doanh hay. Số 6. Một nàng ca ve, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là hành nghề mại dâm, tệ nạn xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện nghề nghiệp và chưng ảnh hở ra thịt giữa công chúng, cũng không ai có ý định bắt nàng. Bài học kinh doanh rút ra, bạn làm gì chả quan trọng là bạn làm điều đó với ai. Bài học kinh doanh hay. Số 7. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể mà lấy tay che mặt. Bài học kinh doanh rút ra, hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề chứ đừng chạy theo số đông như mọi người vẫn làm. Bài học kinh doanh hay. Số 8. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo, tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe buýt đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi. Cảnh sát ngạc nhiên, tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí nhạy cảm như thế mà cô không phát hiện ra. Cô nàng gái ế thút thít, ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền. Bài học kinh doanh rút ra, một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây. Bài học kinh doanh hay. Số 9. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường làm tung tóe khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền gạch, công ty bèn dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy: không tiểu tới bồn toilet chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bồn chứng tỏ bạn bị ủ rũ. Ngay từ ngày hôm sau, WC nam sạch bóng và không còn quý ông nào làm văng tung tóe nữa. Bài học kinh doanh rút ra, hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng. Bài học kinh doanh hay. Số 10.
bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có 1 triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự 2 triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác. Bài học kinh doanh rút ra muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong. Trên đây là một số bài học kinh doanh hay ẩn chứa các triết lý kinh doanh mà bạn có thể ứng dụng vào trong cả công việc và cuộc sống. Nếu bạn thấy hay thì chia sẻ ngay bài viết cho bạn bè của mình và tiếp tục theo dõi kênh của Trầm Hương Thiên Đức để biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết sau. Và ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm một like cho bài viết, follow và comment ý kiến của bạn dưới bài nếu thấy hay nhé. Chúc các bạn thành công và an yên trong cuộc sống.